Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại đây thuộc gì ta? An Điền của huyện Ba Chi. Đến đây để ghi hình đăng bán dùm cho anh này ba con bò cái tơ chữa. Ở đây có một con Redman trụi. Chân móng là móng sò. Chân móng là móng sò màu đỏ mật, đang mang thai 8 tháng 10 ngày. Đây, màu rất là đẹp luôn. Nào cô chú anh chị của bạn ta coi ha. Mang thai 8 tháng 10 ngày xuống vú rồi nha. Đây cô chú anh chị các bạn, con này thì chiều cao của nó dao động tầm khoảng từ 1m32-33. Nó sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Này là gách man chuỗi. Và hiện đang có giá bán là 41 triệu. Rất là đẹp nha cô chú anh chị các bạn. Đây, mình coi, nếu như mà cảm thấy ưng muốn mua thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em. Màu là màu đỏ mật nha. Chân móng là móng sò. Kế bên là một con bò Bosin. Bosin rất là đẹp nè. Con này thì nó màu bánh mì. Con này màu bánh mì nha. Đó, mình coi nè, vàng dậu nè, vàng lông nè, cực kỳ không, vàng rúng nè, chân móng nè, đó, xương to nha. Con này là vàng xương to nha, khung khung tàn lớn nè, con này tàn nhất nha, cô chú anh chị và các bạn. Con này thuộc về Bosin, đó, nó cũng lai, nó có lai một số máu man rồi, lai máu của Redman nữa nha, đó, nên nó cũng có chút xíu đầu dồ. Đây bà con cô bác anh chị em ai cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Còn cái mục của này là cái mục giao dạng giống như mục thịt dư á cô chú anh chị các bạn. Đây, nhìn thấy cho kỹ nha. Nè, mặt mày. À, con này là tơ luôn nha. Sái lưng nghiêm chỉnh nè. Sái lưng nghiêm chỉnh để em quay cho bà con cô bác ta coi. Nó sái lưng nghiêm chỉnh nè. Đó, cấp mình. Cấp mình lớn nha. Con này tàn lớn, con này là tàn lớn. Con này sát nhất nè. Con này chiều cao khoảng 1m35 bò, thả cái đòn dài ghê gớm không? Đó, cái đòn dài kinh khủng ha. Con này đang mang thai 7 tháng. Đó, con này đang mang thai 7 tháng kèm pháp nha. Kế bên. Mà quên nữa, báo giá con này luôn. Con này có giá là 40 triệu. Con này có giá là 40 triệu nè. Còn con này. Con này là con bò Bosin. Con này thì cái giá tiền nó nhẹ. Con này có 32 triệu à. Nè, 32 phải không? Con này 32 triệu. Chữa này là chữa 6 tháng nha cô chú anh chị các bạn. Chữa này 6 tháng nha. Con này cái tàn nó thì tàn nhì thôi. Nó chiều cao khoảng trên 1m3. Chân móng sò. Đó, cô chú anh chị các bạn ta coi ha. Còn con này nó cũng xuống sữa nè. Nè mình nhìn thấy không? Nó con này chữa 7 tháng nha. Còn con này chữa 6 tháng nè. Con này thì nó là dòng Bosin. Bosin, con này màu đỏ mật ha, chân kiền đen. Đó, mình thấy không? Chân nó thì kiền đen. Còn con Gatman bên kia là nó liền màu nha. Liền màu không kiền. Không kèn, không giá gì hết nha. Con đó đầu trụi luôn. Con này thuộc về tơ chữa. Xé lưng nghiêm chỉnh nè. Đó, thiết xé lưng nghiêm chỉnh không. Con này nhẹ tiền, 32 triệu bao chữa 6 tháng. Con này hơi có chút xíu giá cái lượt. Đây, cho anh chị các bạn ta coi cho kỹ nha. Khi mà em quay phim bắt buộc một điều là em phải cập nhật đầy đủ thông tin, cũng như là thông tin phải chính xác, để cho bà con cô bác chúng ta nhắm chúng ta mua ha. Chân móng là móng sò. Đây, cô chú anh chị các bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video của em. Móng sò sái lưng nè. Sái lưng nghiêm chỉnh nha. Bò này thì được tiêm ngừa đầy đủ vaccine viêm da nổi cục lông mầm lở móng là tụ vi trùng thì tiêm đầy đủ hết rồi. Bà con cô bác này chúng ta có nhu cầu chúng ta mua về chúng ta nuôi tiếp tục thì chúng ta cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trong hình. Ở đây có hai con tơ tàn nhất và một con bò Bosin bên đây, cái giá nó cũng yêu thương. Con này giá 32 triệu nè cô chú anh chị của các bạn. Bao chữa 6 tháng luôn nha. Đó, con này chiều cao nó khoảng 1m3 trên 1m3. Còn hai con bò này là thuộc về tàn nhất, tàn lớn rồi. Nè. Có con Redman trụi này nè, là một trong những cái dòng bò phải gọi là đang được ưa chuộng. Đó, mình thấy không, từ cấp mình cho tới hình ảnh của nó nè, rất là đẹp luôn. À, màu thì liền màu không giá đốm nha cô chú anh chị các bạn. Màu liền màu, chân không kèn không giá đốm luôn. Đó, mình nhìn thấy khỏi chê rồi. Cô chú anh chị và các bạn nào ở gần xa có nhu cầu muốn mua những bò này thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trong hình nha. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đó, màu lông nè. Màu lông cho tới sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh hết. Rồi. Mặt mày, con này là man trụi nha. Con này là tàn nhất nè. Nó sái tích nghiêm chỉnh, rất là đẹp bò. Bò này hiện đang mang thai pháp kem. Con này là chữa 8 tháng rồi. 8 tháng 10 ngày rồi nha. Mình nhìn thấy cái dàn vú nó xuống vú nè. Đó, mình thấy không? Xuống vú nặng rồi, sắp đẻ rồi. Nè, mình coi nè. Dậu yếm nè, cấp mình màu lông. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Đầu chuỗi. Đây mình coi nè. Chứ để nhiều khi bà con cô bác chúng ta mình coi mình mua bò mà mình không biết nó làm sao.
nè, đầu dồ mắt xéo nè, không, cổ bật, lông da nè, cổ chê luôn, rất là đẹp luôn ha. Đây, cấp mình, đó, kế bên, bò bô xin, đó, mình nhìn coi nè, dậu yếm nè, tàn lớn ghê không, xương sóc, chân móng nè, đó, dậu rúng mình coi cho kỹ nha. Khi mà bà con cô bác chúng ta mua con bò thì bắt buộc mình phải coi kỹ và nắm bắt được cái thông tin của nó để bà con cô bác chúng ta khỏi sợ phải bị lầm ha. Mua bò ở đây thì bà con cô bác sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Khi mà em giao bò là bò đến cho cô chú anh chị của bạn thì mình sẽ được nắm con bò mình dẫn dây đi và mình kiểm tra coi con bò có đúng như tầm hình hay không, dò cẳng chân móng có hoàn thiện không, có áp xe ha, là có xuống rúng xuống ruột gì không. Bò này thì cô chú anh chị các bạn, em bao chữa như thế này thì giao đến cho bà con cô bác thì trong vòng 3 ngày đầu tiên mình nhờ bác sĩ thú y gần nha và thăm khám, thông báo cho em biết là bò này có đúng như là em nói hay không, có mang thai hay không. Nếu như mà không mang thai thì em sẽ cho xe tới và nhận lại hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn nha. Đây là những hình ảnh phải gọi là cận cảnh để bà con cô bác ta nhắm xem. Mình lựa chọn mình mua bò giống thì bà con cô bác nào cảm thấy thích muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình. Còn bà con cô bác nào cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em. Kênh của em sẽ được phát sóng tất cả các ngày trong tuần là vào lúc là 7 giờ tối, 8 giờ tối và 12 giờ trưa. Đó là những cái giờ mà phát sóng kênh của em. Bà con có thể lên tất cả các trang mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc là YouTube hoặc là Google. Chúng ta có thể tìm kiếm Út Ba Tri hoặc là Út Bán Bò Ba Tri. Thì cô chú anh chị và bạn sẽ tìm thấy những cái kênh của em và những cái video cập nhật những cái hình ảnh và giá cả bò hàng ngày. Bà con cô bác chúng ta lên đây chúng ta có thể lựa chọn bò giống ha. Lên cái kênh chương trình của em, thứ nhất bà con có thể, thứ nhất là chúng ta có thể giải lao sau những giờ làm việc căng thẳng. Thứ hai là sẽ có được những cái nội dung để giải trí ha. Và thứ ba là chúng ta sẽ được tham khảo giá bò ở địa phương của chúng ta và tham khảo giá bò ở Bến Tre. Thứ tư, và cô chú anh chị và các bạn có thể coi những cái hình ảnh bò để so sánh bò hôm nay đẹp hay là xấu gì, rồi coi bò ngày hôm qua đẹp hay xấu ha. Đó, chúng ta lên ta tham khảo coi bò nó, bò gì mình nuôi đẹp, bò gì mình nuôi cái theo cái xu hướng là hiện đang phát triển bây giờ. Đó là những cái hình ảnh và những cái thông tin mà em muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn, và thông qua đây em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã và đang trong cái thời gian qua ủng hộ em, xem chương trình của em. Thứ nhất là em đã được một số tiền từ các nhà quảng cáo trên những trang mạng xã hội. Thứ nhì là em cũng có lương từ một cái công ty Google ở bên Mỹ gửi về và em cũng được những cái tiền mà dạng như là tiền đi ghi hình, tiền quay phim của bà con cô bác anh chị em khán giả ở đây. Cô chú anh chị và các bạn nào cảm thấy thích thì muốn mua những bò ở đây thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trong hình. Và cuối cùng thì bây giờ em sẽ cập nhật về chiều cao của nó cho bà con cô bác ta nhắm xem. Mình coi em đo coi như vậy đó, mình thích thì mình đo hạo ra bức tường hoặc là cây cột đó, mình hình hạo ra cảm thấy ưng đó mình mua ha. Phù hợp túi tiền với mình thì mình cứ mua, mình gọi ngay cho em ha, để chúng ta chốt những bò này nha, giới thiệu các bạn. Nói chung thì bò tiền nào của nấy, tại sao con bò bên kia nó bao chữa 6 tháng mà nó có giá là 32 triệu, mà tại sao con này bao chữa 8 tháng 10 ngày mà nó có giá tới 41 triệu, giới thiệu các bạn. Tiền nào của nấy nha cô chú anh chị các bạn. Con bò đẹp thì nó phải có giá trị của con bò đẹp nha. Ở đây thì chiều cao của con bò này là tại phía sau xương khu là 1m31 ha, chiều cao 1m31. Còn con bò này tại phía sau xương khu của nó dao động khoảng 1m34. Và cuối cùng con bò này thì bây giờ em sẽ đo luôn để cho bà con cô bác ta nắm bắt được thông tin cho chính xác này. Con này chiều cao nó khoảng 1m31 nha cô chú anh chị các bạn. Đó. Rồi thì nãy đến giờ thì em cũng đã cập nhật đầy đủ thông tin cũng như là báo giá và những hình ảnh cận cảnh để cho bà con cô bác chúng ta có thể lựa chọn những bò ở đây rồi. Và bây giờ em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem chương trình của em. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.